hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Sơn Nam đã để lại cho đời hàng trăm tác phẩm với những giá trị văn học và khảo cứu độc đáo về vùng đất Nam Bộ. Vốn sống và kiến thức để ông thực hiện các tác phẩm để đời ấy có nguồn gốc từ những trải nghiệm và kỷ niệm với quê hương. Con trâu trong đời sống nông nghiệp và văn hóa người Việt là một trong những đề tài mà nhà văn Sơn Nam chú tâm từ những năm 60 của thế kỷ 20. Tôi có thử xem cái chân lạp phong thổ ký. Nói rằng hồi xưa đi ngang đây đời nhà Minh thế kỷ thứ 13 đó, thì đi ngang đây thấy có trâu rừng, và trên ruộng này đó, đất bây giờ là ruộng đó, thì rất nhiều tre và rất nhiều lúa ma. Ngày hôm nay rạch trâu trắng, đồng bào có đời sống rất khả quan, làm ruộng một năm hai vụ chín và thêm một vụ hoa màu. Vì sao trâu lại chọn cỏ làm thức ăn? Câu hỏi đầy ẩn ý đó của nhân gian đã được dân gian lý giải từ ngàn đời và luôn hiển hiện trong tiềm thức của nhà văn Sơn Nam. Ông cha ta nói rằng con trâu là gốc ông Bồ Tát, là căn nó tu. Hồi xưa là ông Ngọc Hoàng sai trâu đem lúa rải xuống trần gian để cho dân ở trần gian này không làm mà có ăn. Nhưng mà trâu một bên lúa dương bên cỏ đưa hai thúng. Nhà con trâu là lúc đó còn là ông Bồ Tát trên trời đó, lấy cỏ rải đại xuống đất. Thành vì vậy mà loài người phải cực khổ làm ruộng và phải trừ cỏ, cho nên trâu phải bị đài xuống dưới này để ăn cỏ. Dù lý giải cách nào đi nữa thì con trâu và kẻ mục đồng bao giờ cũng là những nhân vật được khắc họa đậm nét trong nội dung nghệ thuật dân gian. Mục đồng được coi là con cháu của thần nông, vị thần linh thiêng phò hộ cho dân chúng ấm no, tạo cho từng xóm làng luôn trù phú, thịnh vượng. Trong sử Việt đã từng có những mục đồng trở thành người tài trí, giúp ích cho đời. Nhà văn Sơn Nam dẫn lại sự tích. Thì sử tích mình nghe rồi đó, là ông Đào Duy Từ là một người kể sĩ ở Thanh Hóa. Thì lúc đó đó mình thấy rằng Nam Bắc phân tranh, ngoài kia chú Trịnh, trong này chú Nguyễn, mà anh từ ở vùng của chú Trịnh mà qua chú Nguyễn thì nếu trình diện liền thì có thể bị nghi. Thì Đào Duy Từ mới giả dạng thường dân chăn trâu đến nhà một phú âm lớn tuổi mà chăn trâu, vừa chăn trâu mà vừa ngâm thơ vĩnh phú. Thì Đào Duy Từ được tiến dẫn ra gặp chú Sải. Chú Sải trọng dụng cho làm như tham mưu trưởng vậy. Thì ông bố trí chuyện xây thành đắp lũy. Nhưng mà thành tích lớn đó là ông phổ biến khác nội hát bội trong Nam. Con trâu Việt Nam không chỉ sống trong truyện cổ tích, mà ngoài việc phục vụ nhà nông còn phụng sự sức kéo vào công cuộc chống giặc, giữ gìn bờ cõi. Ngày nay, trước sự thay đổi của nhu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, con trâu đang đối mặt với những thách thức sống còn trên đồng ruộng. Thái độ ứng xử của con người sẽ quyết định số phận của loài đại gia súc này.